Sao bây giờ sao? Sao bây giờ sao? Sao bây giờ sao? Die those who cool on the ground. What's tập gang đi nắm trang on the beat. Put your door bên trong mà như quyết. Như trời chung quen bình trên đỉnh tuyết. Ain't gay to go risk. Xin lỗi bác kì. Bác kì. Cứ trộn bè nụ kèn khắc nghiệt. Khắc nghiệt. Bên rồi in my fan bất diệt. Bất diệt. Tất cả còn một giây buồn lời mày phải trở nên chân tác tuyệt. Xin trân trọng thông báo một lần tới đây là nơi quên lộ một vang chiến thân một vang thật an đầy liền đầm tay một vang là nét nhẹ nhàng với tình huynh đệ vừa đi đông đấu thân bố an thể trên sân đấu cuộc đi bằng đầu có ai ngờ đâu gạo ngờ ai về cứ đâu mà đâu mắt vào ngay cây nhưng vẫn cứ là tin từ trận đấu nó phải ép mong mà là khát vọng của những kẻ kiên cường tôi biết mà thấy khinh thường ăn đông mà lấy chất dinh dưỡng vì thân mày đâu phải là thiên kiều là quái gì mà dễ bị trọng thương sao bây giờ sao sao bây giờ sao thằng nằm xuống trước sẽ là mày hay là tao sao bây giờ sao sao bây giờ sao thành bài thắng tua so căng xin mời vào sao bây giờ sao sao bây giờ sao đại đứa dương cư cư đô on the ground sao bây giờ sao sao bây giờ sao cho bọn nó thấy mày gan đến chừng nào nhất cử nhất động đối phương độc mẹ phó thách ai khác ngoài ta chính ta không làm đối thủ thất vọng lách cách cứ ngờ có về hòa ca đam mê nên là nhiên liệu dù khuyết đây nó mùi lửa thêm giờ khí là chất xúc tác cho vỏ đào được thăng hoa tương lai cứ thế tiên liệu sức che chắn thật thối rửa nên tuổi già chỉ thật khi thấy khó mà chẳng dám băng qua đại đô dư cư và khi phát ba ta lướt đi hai tay giơ cao từng tí tách vần nhau chút đi giữ cái đầu lạnh thật tập trung vào trận đấu này lơ là một giây là đổ máu là khi mà mày đang lỡ lơ đảng khi ta linh gỗ sang chỗ cho sáng đâu tự thánh giống mày cỡ cơ bản sạch sụ như thằng căng đạm đang cảm cơ bản thách tao thôi phải thách cao đứng không vững có chân thách đau lúc sáng này tâm của mày xem mày đối đầu với định tranh sao có gây bất dọc nhất ông thật kịch đứng hình trong tức tốc thực chiến biểu lộ trình độ chứ nào đâu trong lời mày phát chóng bất dọc nhất ông thật kịch đứng hình trong tức bởi tao hứa sẽ biến mày thành một cái họ chỉ trong một phút chốc. Sao bây giờ sao? Sao bây giờ sao? Thằng nằm xuống trước sẽ là mày hay là tao? Sao bây giờ sao? Sao bây giờ sao? Thành bài thắng thua so căng xin mời vào. Sao bây giờ sao? Sao bây giờ sao? Đại đứa dương cư cư đô on the ground. Sao bây giờ sao? Sao bây giờ sao? Cho bọn nó thấy mày gan đến chừng nào?